Chiều ngày 31 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tháo gỡ những rào chắn cuối cùng trên đường Lê Lợi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, từ đường Phan Bội Châu đến Baxter thuộc dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để thông xe. Ghi nhận nơi đây, các công nhân đang tất bật tân trang lại con đường, chỉnh trang giải phân cách giữa làn đường xe máy và ô tô. Ngày hôm nay đã mở phía đường Lê Lợi ra để tạm thời lưu thông cho các phương tiện thông thoáng trước dịp lễ 2/9. Còn một số hạng mục tồn tại liên quan đến giải phân cách hay là về phía mạng xanh thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện phía sau lễ và cũng sẽ cố gắng hoàn thiện trong tháng 9 này, sẽ bàn giao nốt cho các cơ quan chức năng. Sau 8 năm rào chắn để thi công, nhiều cửa hàng cũng sửa sang mặt tiền kinh doanh. Nhiều du khách cũng thoải mái bước trên vỉa hè đã được lót gạch mới. Các nhà thầu cũng đang trải thảm nhựa xung quanh vòng xoay Quách Thị Trang. Cách đây khoảng chừng 5 năm trước thì thấy cái đường phố ở đây thì nó rất hơi hẹp. Chuyến này về đây thì thấy thành phố của Việt Nam mình rất là hoàn hảo. Tương lai nếu Việt Nam mình có thể phát triển nhiều hơn, đón chào khách du lịch nhiều. Mình kỳ vọng rằng luôn luôn giữ được cái nét đẹp như vậy và dĩ nhiên là mọi người khi mà khách tới thành phố Hồ Chí Minh mọi người có thể không còn nhìn thấy cảnh lô cốt nữa và cũng có rất nhiều những cái công trình đẹp xung quanh cái khu vực trung tâm quận nhất nối liền với cả phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó là một trong những cái tuyến đường mà giúp cho phục hồi cái ngành du lịch nhanh nhất sau đại dịch Covid. Theo đại diện đơn vị thi công, những tấm tôn rào chắn trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành dài hơn 500m đã được tháo gỡ hoàn toàn để phục vụ du khách, người dân trong dịp lễ 2 tháng 9. Hiện các đơn vị đang sơn lại hệ thống đường bộ, còn mảng xanh, giải phân cách sẽ hoàn thành trong tháng 9. Theo phương án mới, vòng xoay Quách Thị Trang sẽ khôi phục bồn hoa, vòng xoay, tiểu đảo, cây cảnh, trụ đèn chiếu sáng. Bên cạnh đó, tuyến đường Lê Lợi cũng sẽ thiết kế cảnh quan mới để phục vụ du lịch.